Trong video ngày hôm nay, iTrend sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện tô màu theo dòng chẵn lẻ. Thì để tô màu khách hàng theo cột chẵn lẻ, ta thực hiện các bước sau. Bước 1, chúng ta sẽ chọn khu vực muốn tô màu. Bước 2, chúng ta sẽ chọn Conditional Formatting. Tiếp đó chúng ta sẽ chọn New Ruler. Và trong bảng New Formatting Ruler, các bạn sẽ chọn dòng cuối cùng. Sau đó các bạn sẽ nhập công thức bằng Mode, mở ngoặc Round, mở ngoặc đóng ngoặc, phẩy 2, đóng ngoặc lại. Tương tự, nếu bạn muốn tô màu cột chẵn lẻ thì bạn thay từ Round thành từ Column. Sau đó chọn Format, chọn Fill và chọn màu bạn muốn tô, cuối cùng là nhấn OK. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iTrend Group.